Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã tới, cái ngày mà YouTube cho phép chúng ta làm video ngắn trên 1 phút. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2024, YouTube chính thức cho phép tất cả các video ngắn sẽ được kéo dài tối đa là 3 phút. Có nghĩa là các bạn có thể làm video YouTube Short dài đến 2 phút 59 giây. Điều này áp dụng cho các video khung vuông và các video dọc theo chiều màn hình điện thoại của chúng ta. Còn các video ngang dưới 3 phút thì vẫn được coi là video dài chứ không phải là video ngắn. Một lợi ích. Việc thay đổi này thì đã được mình nói tới trong các video trước đây của mình rồi. Bởi vì mình thấy là video ngắn dưới 1 phút nó tạo ra rất nhiều hạn chế cho nhà sáng tạo nội dung. 1 phút thì gần như không đủ cho tất cả các nội dung trên YouTube. Đặc biệt là với những bạn nào làm video hướng dẫn, video có nội dung cốt truyện hoặc là video review thì không thể nào đủ thời gian được. Bạn nào mà mới chưa có kinh nghiệm viết nội dung, quay video hay là edit hậu kỳ thì 1 phút này càng làm khó các bạn hơn. Ngay cả với những người làm YouTube lâu năm có kinh nghiệm như chúng ta còn thấy khó với 1 phút này nữa là. Để đảm bảo video ngắn dưới 1 phút thì đa phần chúng ta đều phải tua cho tốc độ video nhanh lên hoặc là bỏ nhiều phần đi. Đôi khi còn phải cắt cả những cái phần quan trọng nữa cơ. Điều này nó thực sự nó ảnh hưởng đến chất lượng video và nội dung mình muốn truyền đạt tới khán giả. Với chính sách YouTube Short 3 phút như thế này mới cho phép chúng ta nới rộng được cái khoảng không gian sáng tạo nội dung và cung cấp cho khán giả nhiều nội dung hơn. Nếu các bạn là người mới thì đây là cơ hội cho các bạn làm và trải nghiệm cái YouTube Short này. Vì các bạn không bị bó buộc thời gian trước đây nữa. Nhớ là làm video dọc theo màn hình điện thoại và tối đa là 2 phút 59 giây thôi nhá. Bạn nào làm về nội dung kể chuyện thì cũng được hưởng lợi từ sự thay đổi này. Kể chuyện là cách để giữ chân người xem tốt nhất. Nhưng kể chuyện thì cần thời gian và 1 phút thì không bao giờ đủ để kể chuyện được. Bây giờ với điều kiện 3 phút này thì các bạn có thể kể chuyện được và quan trọng là video kể chuyện của các bạn sẽ được thuật toán YouTube đối xử như video ngắn. Có nghĩa là khi các bạn xuất bản video ra thì video đó sẽ được YouTube gửi đi ngay cho người xem. Mà các bạn biết là kể chuyện nó cuốn như thế nào rồi đấy. Các bạn nghe video mà người ta kể phốt hay các drama, các bạn có thấy cuốn không? Các video kể chuyện nói riêng hay các video mà có cốt truyện nói chung ấy sẽ nhận được tương tác khủng và hút sắc về kênh rất lớn. Việc này có lợi cho việc quảng bá và phát triển kênh của mình. Một lợi ích nữa mà mình nhận thấy từ sự thay đổi video dài hơn này là để YouTube chuẩn bị cho việc hợp tác với Shopee bán hàng online. Sắp tới thì các bạn sẽ được gắn link các cái sản phẩm mà xuất hiện trong video của mình và cả trên video YouTube Short nữa. Sản phẩm đấy sẽ được hiển thị ở một cái góc bên dưới video khi khán giả đang xem video của mình. Nếu mà họ quan tâm, họ kích vào cái sản phẩm đó thì nó sẽ được link qua Shopee. Và nếu họ mua sản phẩm thì các bạn sẽ được hoa hồng từ Shopee trả vào tài khoản YouTube của mình. Video 1 phút trước đây thì rất khó để cho người chủ video có thể nói về cái sản phẩm tiếp thị liên kết này. Thế nên theo mình đây là bước đi đầu tiên để YouTube chuẩn bị cho cái việc hợp tác bán hàng online này. Có 3 phút thì nhà sáng tạo nội dung mới có thời gian để vừa nói về cái nội dung video của mình lại vừa có thể nói về cái sản phẩm được. Hiện tại thì mới chỉ có một số kênh được phép đặt link thôi, chưa phải áp dụng cho tất cả các kênh. Nhưng mà sau này thì YouTube sẽ áp dụng cho toàn bộ các chủ kênh trên nền tảng YouTube này. Thế nên là cái việc mở rộng thời gian làm video ngắn này sẽ có lợi cho chúng ta về sau. Đây là những thứ mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra từ cái sự thay đổi thời gian làm video YouTube Short 3 phút này. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái góc nhìn chiều sâu hơn của mình với tư cách là một người làm YouTube có chuyên môn và có kinh nghiệm. Hai, bất lợi. Đầu tiên là các bạn phải hiểu cho mình là khi YouTube người ta kéo dài nội dung video ngắn lên 3 phút này thì video này vẫn là video ngắn nên không được cộng vào 4.000 giờ xem để bật kiếm tiền. Bất lợi thứ hai liên quan đến vấn đề bản quyền. Các video 1 phút trước đây thì dù các bạn có sử dụng nhạc bản quyền hoặc là các bạn có lấy video của người khác đi nữa thì vẫn được YouTube bỏ qua phần nhiều vì nó ngắn quá. Theo mình thì đây cũng là sự dung túng của YouTube trong giai đoạn đầu thôi để họ gây dựng nền tảng video cạnh tranh với TikTok. Nhưng mà bây giờ video YouTube ngắn trên 3 phút thì mọi chuyện nó sẽ khác. Khi đó bộ lọc bản quyền của YouTube sẽ hoạt động kỹ hơn, sẽ quét kỹ hơn. Video của chúng ta mà sử dụng nhạc có bản quyền hoặc là cắt ghép từ video của người khác quá dài hoặc quá lộ liễu thì sẽ bị cảnh báo bản quyền. Bây giờ khó để chúng ta gian lận bản quyền như video 1 phút trước đây nữa. Thứ ba là mình muốn bàn về cái con số 3 phút này này. Theo mình 3 phút là một khoảng thời gian khá dài so với video ngắn 1 phút trước đây. Độ dài gấp 3 lần này nó tạo ra sự khác biệt trong hành vi của người xem video ngắn YouTube. YouTube Short đã tạo cho chúng ta một thói quen là xem video trong 1 phút. Nếu gấp 3 lần lên thì có thể là chúng ta vẫn chưa quen với cái hành vi này ngay được đâu.
Thế nên là vẫn sẽ xem một phần và sau đó chúng ta sẽ lướt bỏ qua một cách vô thức. Điều này nó sẽ làm giảm cái thời gian xem trung bình của video chúng ta và ảnh hưởng đến việc video của chúng ta được đề xuất. Thứ tư là về vấn đề bật kiếm tiền video YouTube Short. Trước đây điều kiện bật kiếm tiền của YouTube Short là 10 triệu view cho video 1 phút. Nhưng bây giờ video nó đã được kéo dài đến 3 phút, tức là gấp 3 lần video cũ. Thì liệu cái điều kiện về lượt xem này nó có được giảm xuống hay không? Nếu điều kiện bật kiếm tiền vẫn là 10 triệu lượt view thì ai lại bỏ công ra gấp 3 lần làm video trong khi điều kiện nó vẫn như cũ? Các bạn có chịu đi làm cực gấp 3 lần trong khi điều kiện lao động hay là lương bổng nó không thay đổi gì không? Điều bất lợi cuối cùng thứ năm vẫn là con số 3 phút này. Chúng ta làm video short đều hiểu rằng cái doanh thu từ video ngắn nó rất ít. Video short này ở kênh mình gần 100 triệu lượt view mà mới được có hơn 1 đô. Câu hỏi đặt ra là video ngắn nó kiếm ít tiền thì ai lại bỏ công gấp 3 lần để kiếm được số tiền nó vẫn ít vẫn như cũ và bỏ công ra làm video thành video ngang dài trên 3 phút. Video dài kiếm tiền nhiều hơn video ngắn rất nhiều. Trừ khi video ngắn của chúng ta nó phải có khả năng viral được thì lúc đó chúng ta bỏ công ra làm nó mới bỏ. Giờ bỏ công ra gấp 3 lần kiếm tiền nó vẫn vậy, vẫn ít thì ai sẽ làm đây? Đó, mình sẽ làm. Mình vẫn sẽ làm để trải nghiệm cái sự thay đổi này, để hiểu biết hơn về cách thức hoạt động theo cái sự thay đổi mới này, để sau đó mình còn chia sẻ cho các bạn đấy chứ. Cái nào mới mà nó chẳng có vấn đề, mình chắc chắn là YouTube sẽ nhận ra và khắc phục nó một cách từ từ thôi. Chúng ta làm YouTube thì chúng ta sẽ phải hiểu và thông cảm cái điều này cho YouTube này. Là YouTube nó vẫn là nền tảng mạnh nhất trong các mạng xã hội ở Việt Nam cho người dùng kiếm tiền từ nó. Facebook và TikTok đều phát triển mạnh ở Việt Nam đúng không? Nhưng mà họ đâu có dám cho người Việt Nam mình kiếm tiền từ cái nội dung mà mình sáng tạo ra đâu. Vì họ sợ người Việt Nam lách luật. YouTube còn tồn tại và cho người Việt Nam chúng ta kiếm tiền thì các bạn phải hiểu là họ mạnh thế nào trong việc tìm ra và khắc phục các cái điểm yếu của mình rồi đấy. Mình tin rằng YouTube sẽ sớm khắc phục được những cái vấn đề mà mình nhận thấy và đề ra ở bên trên thôi. Và dần dần sẽ tạo cho chúng ta một cái nền tảng short tốt hơn để chúng ta có thể làm và kiếm tiền từ nó.